hộp che cửa cuốn là một phần của giá đỡ được làm ở phía trên thanh trục quay của cửa. Nhiệm vụ của nó là che nắng gió hoặc mưa cho cửa cuốn sau khi được cuộn lên. Hiện nay, hộp che kỹ thuật được làm bằng chất liệu alu cao cấp giúp toàn bộ mặt tiền của ngôi nhà trở nên sang trọng, đẹp hơn với nhiều mẫu mã đa dạng. Nếu bạn đang quan tâm đến hộp che cửa cuốn và giá của hộp che cửa cuốn bao nhiêu tiền, thì mời bạn xem hết video này của Quang Đo Hà Nội nhé! Hộp che cửa cuốn được bao bọc bởi khung sắt cố định, chắc chắn, giúp hộp kỹ thuật bền chắc và sử dụng lâu dài. Thông thường, làm hộp kỹ thuật cửa cuốn 3 hoặc 4 mặt, tùy theo vị trí lắp đặt và công trình thi công. Tuy nhiên, để thuận tiện cho việc tháo lắp, sửa chữa cửa cuốn hoặc bảo trì định kỳ thì các thợ lành nghề sẽ lắp hộp che cửa cuốn sao cho dễ dàng tháo lắp nhất mà vẫn đảm bảo tính chắc chắn và an toàn cho gia đình bạn. Chất liệu tấm ốp Alu là một loại tấm nhôm có nhiều ưu điểm như sau: nhẹ, giá rẻ, bền, chống chịu được nhiệt độ cao, không thấm nước, nhiều màu sắc, thiết kế theo mọi yêu cầu. Giá hộp kỹ thuật cửa cuốn bằng alu sẽ dao động từ 550.000 đến 750.000 đồng một mét vuông. Giá hộp kỹ thuật trên đây có thể chỉ là mức giá tham khảo, bởi vì thời điểm hiện tại giá chi tiết sẽ phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu, nhân công lắp đặt. Để có giá tốt nhất vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 0981 852 275. Đến với Quang Đo Hà Nội, chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng, giúp khách hàng lựa chọn được sản phẩm phù hợp với mục đích sử dụng. Quang Đo Hà Nội tự tin là địa chỉ vàng cho những ai có nhu cầu lắp đặt cửa cuốn. Với ngũ nhân sự chuyên nghiệp, hệ thống kỹ thuật hiện đại chúng tôi sẵn sàng đáp ứng bất kỳ nhu cầu nào của bạn về hộp tre của cuốn, đảm bảo mang đến cho bạn một không gian như ý.